ăn ăn con ta đi hả ăn chè vô ăn chè ăn con này đi nè nè kiểu khoái cái bố cục chỗ này. Ủa, bên kia cái bố cục chỗ đó cũng đẹp. Cái này có xe chạy chạy ra chạy vô coi chỗ này đẹp. Cái đường này là cái đường đi vô làng làng Nam Di ở trong đó. Đi tí xíu rồi mấy cái chỗ bán đu đủ đâm. Ở trong làng ta đi ra đây ta làm ruộng hay gì ta đi ra đây. Ta đi ở trong làng mới có bên kia ta đi ra đây đi ngang đây ta đi lên núi. Bạn say nè. Ăn ốc con trai. Nó kho hành ná tiết. Ờ, hãy nguyên kẻ hoài tia kẻ hoa ta tiết. Nè. Ốc con trai. Nhá nhé. Nhá nhé. Ngon đó nha, có kẹo ăn ngon nha. Anh ấy con bao mì sấy nè. Một quả nực phá thải. Mà mày mày vừa chật xoài vô. Đúng không? Đúng mà chẳng. 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 Đúng ừ, ăn bẹ vài trứng nữa. Ừ. Ừ. Này cũng mất khó. Đi đâu hết trơn nè. Vô đây đặt mấy cái hàng nhỏ nhỏ cho anh ta làm với ông lò nhỏ nhỏ với mấy cái nồi nhỏ nhỏ để mà mình trồng bông hay gì mấy cái nồi này là người ta nấu ăn nhưng mà mình làm nhỏ lại nữa để mình làm kiểu chậu trồng bông á. Ở đây người ta cũng làm có cái nồi gì nhỏ nhỏ đây nè. Ở cái này không phải. Đi đâu hết trơn rồi à, làm cái ông lò cái cỡ này nè à, rồi mình mới làm cái dĩa để ở dưới nữa à, đặng để trồng bông. Đây người ta đi đâu hết trơn rồi à,
đây cái nữa nè. Đó, mình làm kiểu này á, là để mình trồng bông chứ không phải để nấu nướng vậy. Được hai cái à. Đây là cái nữa chứ. À, đây là cái nữa nè. Làm được 5-7 cái rồi. Anh ở con ta đi. Hả? Mưa anh chè vô ở chè ở con này đi. Nè. Nè, nam toàn ban. À nè, ban này. À, ngô cứ ở vô. Cứ ăn vô đi. Mà anh ấy khá lá. Ủa, sao đây nơi trên á. Dạ. Hả? Lấy ta. Ờ, chắc không? Ờ, giờ vì sao không ai mà? Dạ. À. Quạt thư bà hào ông chẳng á. Ờ, bắt tay quạt màu quýnh bẹp ta cũng ở thư bà hào ông chẳng thư mọt chạc răn con mà. À, mọt chạc răn mấy thư yếm. Bác mọt quyền khổm á. Nè, mấy thư bà hào ông nế rê cắt mọt với màu ông chá hát bàn. Cắt mọt đuôi chạc răn con đá nữa ngay. Hả? Át khơi nào vòng. Đấy, bắt tay bữa con mau với nhà chú có lại chui phá đám ở con phó. Cắt mọt với thơ mọt đưa cho khám thơm đá. Cũng thơ phá hóng. Ừ, bắt tay thơ tui nhé nè. Này đầu cúng của bà con. Biết cúng cái gì? Ờ, có người đạp xe đạp tới. Có con đường chỗ này cũng đi lên núi luôn rồi. Hồi nãy mình chạy vô theo con đường đó. Chạy đi lên núi Cấm á. Chờ một chút coi có ai chạy vô quay chụp cái cảnh chỗ con đường này cũng đẹp. Bây giờ này chắc không còn ai quá. Chỉ chiều quá. Giờ này nó thuận ánh sáng rồi mà chiều thì ngược ánh sáng. Vài lời của con chúc mừng năm nay. Bên này cũng đầu cúng mà. Bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Cúng để quần áo mà. Có gạo muối. Muối cúng cái gì ra. Chơi giờ cúng quần áo. Trời bộ đồ này cũng còn ngon quá trời nè. Để lấy về cho mấy đứa nhỏ. Đó, bác cái đồ này là đồ mới mới thôi.